Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tin vui Nguyễn Phú Trọng và Đảng khó mà giữ được cái bình. Thực tế cho thấy mơ ước của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã bày tỏ hồi năm 2014 phải bình tĩnh, tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh chuột đừng để vỡ bình. Làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa, tức là phải giữ cho được sự ổn định, chỉ là ảo vọng. Câu chuyện của Quách Duy, 37 tuổi, chuyên viên Trung tâm Tin học, công báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ là một ví dụ mới nhất chứng minh chống tham nhũng theo kiểu Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện đã làm cái bình càng ngày càng nhiều vết nứt và nát vụn sẽ là chuyện tất nhiên. Nguyên nhân chính khiến Quách Duy bị khai trừ là vì thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái tư tưởng chính trị rất nghiêm trọng. Cụ thể, Quách Duy dám bày tỏ trên Facebook thông tin Bộ Công an bắt đầu điều tra vụ cho thuê trái phép khu đất vàng số 76 Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4 với giá rẻ liên quan đến ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin đó sai sự thật không? Hệ thống truyền thông chính thức cũng đã loan báo rộng rãi thông tin đó. Thế thì tại sao Quách Duy lại bị thanh tra Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin xúc phạm người khác? Rồi Đảng bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm điểm và cuối cùng bị Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy khối dân chính Đảng thuộc Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khai trừ. Chuyện Quách Duy, một đảng viên mà dám dùng Facebook mạo phạm đến ông Trần Vĩnh Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chỉ là vải thưa che nguyên nhân chính khiến cho Quách Duy bị đảng của mình ruồng rẫy. Hồi tháng 3 vừa qua, Facebook Quách Duy cáo giác ba ủy ban chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam dính líu đến các thương vụ bất chính mà Vũ Nhôm là đạo diễn. Khi còn là Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Thưởng, nay là Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên giáo, ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, từng chỉ đạo giao khu đất vàng tại 130 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1 cho Vũ Nhôm. Chỉ đạo ấy được ghi nhận hết sức rõ ràng trong kết luận số 318 KLTU ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương chọn nhà thầu, nhà đầu tư và khai thác khu đất vàng vừa kể. Xin trích nguyên văn bài viết trên Facebook của Quách Duy cáo giác ba ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam dính líu đến các thương vụ bất chính mà Vũ Nhôm là đạo diễn. Bài viết có nhan đề đốt củi, xin trích: cần làm rõ trách nhiệm của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, đại biểu Quốc hội từng chỉ định giao đất vàng cho Vũ Nhôm, thực hiện quyền giám sát của cử tri thành phố Hồ Chí Minh đối với đại biểu Quốc hội, thực hiện chỉ thị số 05 CT trên TVK của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghị quyết số 04 NQ trên TVK của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Qua quá trình rà soát, kiểm tra tổng hợp thông tin trên Internet và mạng xã hội, bản thân kính trình quý lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước một số nội dung báo cáo kiến nghị cụ thể như sau. Phát hiện ông Võ Văn Thưởng có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, trong phi vụ thâu tóm khu đất vàng tại số 130 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 14 tháng 7 năm 2015, đồng chí Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết luận số 318 KNLTU của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương chọn nhà đầu tư mới khai thác khu đất vàng tại số 130 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1. Có rất nhiều dấu hiệu sai phạm về quản lý đất công tại kết luận này. Cần làm rõ đây có phải là chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hay chỉ là chủ trương riêng của ông Võ Văn Thưởng với một số ít người và công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 do Vũ Nhôm làm chủ tịch hội đồng quản trị. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án ngày 7 tháng 2 năm 2018, C44 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015 để điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của Phan Văn Anh Vũ và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua bán các nhà đất công sản tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Cần làm rõ việc chỉ định cho công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 được thuê quyền sử dụng đất vàng số 130 Hàm Nghi với thời gian tối đa 50 năm có đúng quy định pháp luật hay không. Trong khi đó, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp nhà nước đã được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho thuê khu đất trên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, khai thác kinh doanh dịch vụ khách sạn tại thông báo kết luận số 715 TB trên TU ngày 10 tháng 1 năm 2014. Em Quách Duy đặt ra một số câu hỏi liên quan cụ thể như sau. Việc chuyển quyền cho thuê khu đất vàng số 130 Hàm Nghi từ doanh nghiệp có vốn sở hữu nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh sang cho doanh nghiệp tư nhân của Phan Văn Anh Vũ thì giá thuê đất có cao hơn hay thấp hơn không? Có cái chuyện đề ra chủ trương để làm lợi cho cá nhân hay cố tình gây thiệt hại, thất thoát tài sản nhà nước hay không? Động cơ ra chủ trương có trong sáng hay cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm không, vân vân và vân vân. Với nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, kính đề nghị các đồng chí quý lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, nhà nước xem xét, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm minh nếu có sai phạm, trân trọng. Em Quách Duy xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước quy định của Đảng, pháp luật và nhà nước về nội dung bài viết này. Hết trích. Tương tự, khi còn là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bình, nay cũng là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng tham gia hỗ trợ Vũ Nhôm thâu tóm 60 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Đông Á. Đến nay chỉ có tướng Phan Hữu Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Công an bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì soạn gửi công văn số 2800 trên BCA B11 ký ngày 20 tháng 8 năm 2013 cho ông Bình. Dù là người phê duyệt, ông Bình vẫn bình yên vô sự. Giống như ông Thưởng, ông Bình ngày 8 tháng 9 năm 2015 khi còn là Phó Thủ tướng, ông Hoàng Trung Hải, nay cũng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, qua công văn số 80 trên TTG, KTN, từng chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh bán khu đất vàng số 139 Bát Tơ, phường 6, quận 3 cho Vũ Nhôm mà không tổ chức đấu giá. Đến nay chỉ có hai tướng công an là Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành cùng là Thứ trưởng Công an bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thật ra những thông tin vừa kể không mới, chúng đã được công an đề cập trong các kết luận điều tra, viện kiểm sát đưa vào các cáo trạng và tòa án nhắc đến khi tuyên những bản án dành cho Vũ Nhôm và đồng bọn.
Những thông tin ấy trở thành đáng chú ý chỉ vì Quách Duy lấy tư cách là đảng viên đề nghị xem xét làm rõ trách nhiệm cá nhân của ông Võ Văn Thưởng, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải và xử lý nghiêm minh theo quy định của đảng, pháp luật và nhà nước. Tuy phản ứng mạnh mẽ như thế nhưng Quách Duy vẫn an ổn suốt từ tháng 3 cho đến tháng trước. Nhân vật này chỉ thực sự gặp rắc rối khi tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương diễn ra hôm 5 tháng 7. Ông Võ Văn Thưởng dẫn chuyện một chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa hình ảnh nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước lên mạng gọi là tham nhũng, rồi phê phán cả trưởng ban tuyên giáo, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng nhiều tháng rồi không xử lý được. Để phê phán tình trạng thiếu kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đảng viên sai phạm và gợi ý phải đuổi ra khỏi đảng, đuổi ra khỏi cơ quan để làm gương. Nếu chịu khó xem qua Facebook của Quách Di, hẳn sẽ thấy đa số 5.000 người kết bạn và 6.000 người theo dõi nhân vật này rất giống Duy, tin tưởng tuyệt đối vào thành tâm thiện chí của ông Nguyễn Phú Trọng khi khởi xướng, chỉ đạo công cuộc chỉnh đốn đảng và chống tham nhũng. Ngay cả khi Quách Duy lên bờ xuống ruộng, chỉ vì đinh đinh không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai thì niềm tin ấy vẫn chưa suy giảm. Tuy nhiên, niềm tin ấy sẽ kéo dài được bao lâu khi cả hệ thống giả ngơ về kết luận số 318 KNL trên TU ngày 14 tháng 7 năm 2015 khi xem chuyện ông Thưởng nhân danh Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo bán khu đất vàng tại 130 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1 cho Vũ Nhôm là không có gì đáng phải bận tâm và rùng chuyển động chỉ nhằm đuổi Quách Duy ra khỏi đảng. Chỉ vì dám đề nghị việc truy cứu trách nhiệm của ông Thưởng, ông Bình và ông Hải. Nếu đại hội đảng khóa 13 thành công tốt đẹp, thành công như thế nào, những cá nhân như ông Thưởng sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò Ủy viên Bộ Chính trị, tham gia lãnh đạo toàn diện tuyệt đối Việt Nam. Cái bình mà ông Trọng muốn giữ sẽ có thêm bao nhiêu vết rạn, đường nứt. Trên thực tế, những vết rạn đường nứt ấy đã chằng chịt ngang dọc từ đáy lên trên miệng bình. Thượng tuần tháng 5 vừa qua, báo chí Việt Nam loan báo ông Lê Hữu Thuận, trưởng khoa lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của trường chính trị Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, bị đình chỉ tất cả các chức vụ vì đã xuyên tạc bịa đặt về sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trên Facebook. Cho dù báo chí không cho biết ông Thuận đã xuyên tạc bịa đặt về sức khỏe lãnh đạo cao cấp nào của Đảng và Nhà nước, cũng như xuyên tạc bịa đặt ra sao, nhưng người sử dụng mạng xã hội dễ dàng tìm ra trang Facebook có nickname Út Hữu của ông Thuận. Út Hữu từng nhận định thế này: mọi người cứ thắc mắc sao ông Nguyễn Phú Trọng không có mặt ở lễ tang ông Lê Đức Anh. Hay, ông ấy đã ngỏm rồi, lấy mô mà ra nữa. Theo thông báo về kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ trường chính trị Trần Phú ký ngày 6 tháng 5, qua Út Hữu, ông Thuận còn có những bình luận xuyên tạc sự thật với những từ ngữ thiếu văn hóa, xúc phạm khác. Những bình luận này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức đảng, nhà trường, gây bức xúc đảng viên và dư luận xã hội. Trường chính trị của địa phương vốn là nơi thầy đảng giáo dục tư tưởng, xây dựng nhận thức cho cán bộ thuộc phạm vi trách nhiệm của các tỉnh và thành phố. Cũng vì vậy, những người như ông Thuận được xem là hết sức vững vàng về tư tưởng, kiên định về lập trường, đạo đức, cách mạng, cộng sản. Thế thì tại sao trưởng khoa lý luận Mác Lênin nên tư tưởng Hồ Chí Minh của một trường chính trị lại có những phát biểu như Út Hữu? Vì sao ông Thuận chọn con đường trở thành Út Hữu trên mạng xã hội? Cần lưu ý, ông Thuận không phải là trường hợp cá biệt. Tại hội nghị báo cáo viên của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ông Võ Văn Thưởng từng thú nhận
Những câu chuyện tiếu lâm chính trị nguy hại cho đảng không phát xuất từ vỉa hè mà là từ đội ngũ giảng viên chính trị. Thành ra phải chấn chỉnh ngay lập tức công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Khi đội ngũ giảng viên chính trị chuyên vun sới tư tưởng bồi đắp nhận thức để duy trì, phát triển sự tin yêu của đảng mà còn như thế thì cái bình đã dạn đến mức nào, những vết nứt đã sâu đến đâu. Làm sao có thể bảo vệ nền tảng tư tưởng duy trì vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng khi những trụ cột về tư tưởng, nhận thức, viết sách dạy toàn đảng, toàn quân, toàn dân nhận diện, tự diễn biến, tự chuyển hóa nhằm chống suy thoái nay đang chờ ngày ra tòa để nhận những hình phạt do nhận hối lộ như ông Trương Minh Tuấn. Làm sao đội ngũ giảng viên chính trị có thể hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục khi các ủy viên bộ chính trị như ông Thưởng vẫn bình an vô sự, cho dù rõ ràng là có liên đới tới hoạt động phạm tội của Vũ Nhôm và đồng bọn. Làm sao công cuộc tự chỉnh đốn có thể thành công khi cả hệ thống vẫn rùng rùng chuyển động theo lệnh của ông Thưởng để triệt hạ những đảng viên chỉ đề nghị xem xét, làm rõ trách nhiệm cá nhân và xử lý nghiêm minh theo quy định của đảng, pháp luật của nhà nước như Quách Duy. Giữ theo kiểu như thế, làm sao cái bình không nát? Chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại bình luận góp ý giúp cho chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Hãy chia sẻ bài viết để thông tin lan tỏa rộng rãi. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các video chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.